Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Đây là cái khu vườn mai tàn của mình nè mọi người. Tính đến thời điểm hiện tại ha, thì cũng là ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch rồi. Và cây mai của mình thì đã kết thúc cái quá trình làm nụ rồi và chuyển qua cái quá trình nuôi nụ nha mọi người. Toàn bộ tất cả những cái cây mai ở trong vườn ha, thì đều có nụ hết rồi. Có một số cây thì nụ tương đối lớn, cũng có một số cây thì nụ còn nhỏ, nhưng mà đều đã ôm nụ hết rồi. Mình bắt đầu làm nụ cho mai là nửa tháng 8, mà hôm nay thì mùng 7 tháng 10. Đó. Cây đã có nụ hết trơn. Đấy, như những cây này là nụ nó cũng tương đối lớn đây mọi người. Mỗi nách lá như vậy là đều có nụ hết trơn, và các nách lá thì nó rất gần. Cây thì tán đẹp, cây đẹp, chi nhánh tàn đầy đủ. Khi mà cây của mình nó ôm nụ hết mọi người, từ trong ra ngoài và đều cả vườn, thì mình bắt đầu chuyển qua cái quá trình đó là nuôi nụ cho cây mai ha. Nuôi để cho những cây nụ này nó lớn lên, nó đẹp lên. Bên cạnh cái việc mà tưới phân thì mình cũng phải xịt thuốc để bảo vệ những cây nụ này, chất lượng nụ cho được tốt. Đây mọi người thấy không? Mỗi nách lá là một nụ nhé. Và cây mai của mình thì mình chăm sóc khá là kỹ từ đầu tới cuối, cho nên là các cái nách lá thì nó rất là gần nhau luôn. Đây, như những cây này thì nụ nó thấy nó hơi nhỏ ha. Đó, tại vì nó nằm ở cái cây đọt ngoài. Nhưng mà bây giờ này, đấy, lúc trước quay cho mọi người là vạch vạch ra mới thấy nụ, nhưng mà bây giờ nụ là nó bắt đầu chìa ra khỏi cái nách lá này đó. Nó đang lớn dần ra và nó đã chìa ra rồi, rất chỉ là nhiều. Đó. Thì quay xa xa cho mọi người xem một chút về cái hình dáng cây mai của mình ha. Đó. Hình dáng thì nó cũng rất chỉ là đẹp, dáng cái thông, có đọt ở trên đỉnh, tán tròn. Cây này thì cũng nằm ở cửa trung bình, nó không có lớn lắm nhưng mà cũng không phải là nhỏ ha. Nụ nè mọi người. Cái này là mai dạo Thủ Đức nhá, 8 tới 12 cánh. Cây này thì nụ nó hơi nhỏ ha. Đó. Thì thời điểm hiện tại thì hôm nay mới xịt thuốc sâu cho mai này mọi người. Đó. Con sâu này là nó chết rồi, nó rụng luôn đó. Đó. Giai đoạn này thì sâu cũng khá là nhiều và mình cũng phải chăm xịt thường. Nói chung là chăm sóc mai đó mọi người. Phải chăm sóc kỹ và thường xuyên liên tục. Nụ này, đây mọi người thấy không? Nụ nó bắt đầu lớn lên và nó chìa ra khắp các cái nách lá. Giờ nhìn ở đâu là cũng thấy nó lìa ra hết rồi ha. Đấy. Cái này á, giờ nhìn nó còn nhỏ như vậy đó mọi người. Nhưng mà một cái nụ nhỏ như thế này ha, là một chùm bông từ 5, 6, có khi là 7 bông. Đó, khi mà mình lại những cái lá ra thì những cái nụ này nó sẽ lớn lớn dần lên mà nó xè ra cái chùm bông đó mọi người. Đó. Mà với cái lượng nụ mà đặc lừ như thế này ha, mà nó lên một chùm bông thì mọi người biết rồi, tuyệt vời, rất chi là đẹp luôn. Đó. Hiện tại là vườn mình là có gần 170 cây mai nha mọi người. Đó. Cây này là cây nụ yếu nhất vườn này. Lúc trước là mình cứ nghĩ là nó không có lên nụ được mọi người, tại vì thấy nó yếu và rất nhỏ luôn. Nhưng mà qua một cái quá trình chăm sóc ha, cái này nó, cây nó bắt đầu chìa nụ ra rồi này. Nụ này thì nó còn hơi bé, đúng rồi. Thực sự thì cũng có một số cây nụ nó hơi bé đấy. Nhưng mà từ đây tới Tết thì mình chăm sóc thêm ha, phân thuốc vô thì mình tin rằng là những cái nụ này nó sẽ lớn dần lên. Đó, nụ lớn, nụ nhỏ gì cũng được, nhưng mà quan trọng là phải có nụ mọi người ha. Đó, mọi người thấy không? Giờ chỉ quay vào thôi là thấy nó chìa nụ ra rất chỉ là nhiều, đẹp luôn. Quay như thế này là không có thấy đâu nha, nhưng mà quay ở phía dưới như thế này này, tại vì cây này nụ còn nhỏ cho nên nó còn núp ở trong nách lá ha. Tầm một vài cừ phân nữa thì nó sẽ lớn lên và chìa ra khỏi cái nách lá đây. Đây mọi người thấy không? Ở trên hay ở dưới thì cũng vậy. Hay như thế này thì khó nhìn nhưng mà bệ ra này, quay lại gần cho mọi người. Đó. Nụ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Đó. Cái này á mọi người, nó cũng còn che bớt đi đó. Chứ nếu như mình lại cái lá ra rồi thì chỉ thấy nụ không. Đó. Bên này cũng vậy này. Cây này là cây nụ nhỏ mà nụ yếu nhất vườn luôn á.
mình qua một cái quá trình ha, tưới phân, cho nên này nó lên nụ, nó ôm nụ hết luôn. Thì nói về chăm sóc mai, phân thuốc cho cây thì mọi người có thể vào trong kênh của mình tham khảo thêm nhé. Mỗi cử phân thì mình cũng có đi và cũng có đưa cái loại phân mình tưới lên. Cái phân này thì mình dùng cũng rất nhiều năm rồi. Đặc biệt là cái quá trình làm bông cho mai và các loại hoa kiện thì mình thường xuyên dùng. Tại vì nó kích hoạt, tạo nụ đồng loạt. Đây mọi người thấy không? Quá trời là tuyệt vời. Này, này, cái lá này, cái mắt lá nó rất khít. Nụ này là nụ đẹp, nó căng, nó to, nó tròn đó mọi người. Nó còn nhỏ nhưng mà nó đã tròn tròn rồi. Cái này thì mình sẽ nuôi nó bự lên ha. Ở trong thì thường thường là nụ nó bự hơn đó. Của mình là nụ nó từ trong ra ngoài nhá, chứ không phải là nụ chỉ nằm ở ngoài thôi đâu. Nhưng mà đều có nụ hết trơn đó. Những cái này là nụ yếu đó, mà bây giờ nó chìa ra hết rồi. Đây. Như vậy là một năm nữa là hoa Tết lại bắt đầu rồi ha. Mình quay thêm cho mọi người xem một số cây nữa. Nói chung thì cây nào cũng vậy, đi ngang qua vạch ra là mọi người thấy thôi. Nụ này, cây này nụ cũng còn nhỏ ha. Đó. Nó nằm ở những cái nách lá ở trên đó. Đó chỉ là đẹp. Rồi mọi người có muốn mua mai thì có thể liên hệ với mình nha. Nhà mình thì có 170 cây và tất cả thì đều đã có nụ. Mình bán thì giá vườn. Mua nhiều thì số lượng nó sẽ giảm xuống. Mua nhiều thì giá nó sẽ giảm xuống. Nhiều khi cũng nói luôn. Như cây này thì nụ nó to quá chừng luôn nè mọi người. Mình thấy cái vỏ trấu ở bên ngoài luôn. Trời ơi, cái con này mà làm mình sợ. Mình làm vườn nhưng mà mình rất sợ rắn mọi người ơi. Để mọi người thấy không, nụ đây là cái khúc ở trong á. Khúc ở trong thì thường thì nụ nó sẽ to hơn rất nhiều. Nhưng mà cái cây này thì nụ nó to hơn so với những cây kia ha. Đó. Và nó càng to thì mình nhìn nụ nó càng rõ thôi. Để mọi người thấy không, chất lượng của nụ, nụ nó bắt đầu bóng lên, vườn lên, nhìn rất là đã luôn. Đó. Về ở dưới. Nói chung là vạch ở đâu cũng được mọi người. Tại vì cái cây thì chăm sóc cũng giống nhau hết. Ở cái chỗ nào nó cũng nụ như nhau luôn. Đó, này, ở trên, ở dưới này. Chỗ nào cũng rất nhiều nụ và nụ chất lượng. Nhưng mà cây này thì nụ bự rồi ha. Đó, cây này nụ bự rồi. Bên này thì nụ hơi nhỏ này. Cái cây ngoài này nụ mới còn kim kim nhỏ nhỏ này mọi người. Đó. Thì mọi người mua mai của mình thì tùy vào số lượng nha. Mà mình bán cây thì rất là dễ cho lựa chọn. Đó. Mình mà mua ôm xô hết thì tất nhiên nó sẽ mềm hơn. Còn mình lựa thì giá nó nhỉnh hơn một chút. Tất nhiên để mua hàng cây kiểng thì thường thường thì những cây nào mà xấu, không ưng ý thì mình bỏ lại ha. Đó, đó là tán cây nè. Tán thì nó cũng tương đối chiều cao về tầm cũng 2 mét, có hơn 2 mét. Hình cây thông đó. Quay quay như vậy là mọi người cũng thấy rồi. Mình thì để xen kẽ với mai ghép để tiết kiệm cái không gian, còn làm những cái chuyện khác các mọi người đó. Rồi mai này là mai mai dạo Thủ Đức 8 đến 12 cánh đó. Cái này là mình tự lên trên vườn mọi người. Mỗi năm mà cứ ra Tết á là mình lên vườn mình tự mua lựa gốc, lựa nhánh, lựa tàn, xong đó lựa mặt bông. Đó. Lựa cái mặt bông nó rất quan trọng mọi người, tại vì cái bông của mình đẹp thì mình về vườn mình rất là dễ bán luôn. Và có nhiều giống mai khác nhau, nhưng mà mình lựa chọn được cái mặt bông rồi thì mình mới cái lựa chọn tới cái nhánh, cái tàn rồi tới cái gốc ha. Đó. Mọi người thấy không? Tại vì mai này thì mình làm đầu năm thì cuối năm xuất vườn đó, cho nên là mình phải đi lựa nó kỹ một chút thì cuối năm mà cây đẹp, hàng đẹp thì mình sẽ dễ bán hơn. Đấy, nụ cái cây này là quá ư là bự luôn này mọi người ơi. Đó. Nụ bự thì mình cũng chăm sóc được, nụ nhỏ thì mình cũng chăm sóc được hết. Tới Tết là khi mà mình lại lá ra ha thì nó sẽ nở thôi. Tại mai thì cũng thường là như vậy rồi ha, quen thuộc rồi.
chăm sóc tầm 1 năm 2 năm thì mình cũng có thể nắm được ha. Đấy. Quá trời là chất lượng rồi. Rồi video của mình tới đây là kết thúc rồi nha mọi người. Đó. Ngoài những cây mình quay ra đây á, thì ở bên này cũng có thêm rất nhiều cây nữa. Đó. Mình để cái không gian này xung quanh vườn của mình. Thứ nhất là để cho cây nó được thông thoáng, thứ hai là tiết kiệm không gian để còn là làm những cái công chuyện khác. Rồi bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.